Chào mừng các bạn đã đến với lớp học YOYO, series được thực hiện bởi Saigon YOYO Workshop và mình là Lê Quốc Khánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học kỹ năng Zipper. Cùng bắt đầu thôi nào. Thực hiện động tác ném cơ bản. Đặt ngón trái chỏ ra phía sau sợi dây đeo, sau cho tay trái cao hơn tay đeo dây, đáp yo-yo lên dây, nhanh chóng đổi hướng tay đeo dây ra sau, tạo lực để yo-yo lăn khỏi đường dây phía sau. Tiếp theo, sử dụng ngón giữa tiếp xúc với dây, tương tự như kỹ thuật choppies, hạ tay đeo dây từ trên xuống, vòng qua yo-yo, tạo lực đà, đẩy yo-yo xoay ngược về. Và đó là toàn bộ hướng dẫn của động tác này. Chúc mọi người luyện tập thật tốt. Mình là Lê Quốc Khánh. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Saigon YOYO Workshop, lớp học YOYO.